Vâng, thì hôm nay công ty Thế Giới Bóng Bạc xin giới thiệu một sản phẩm ứng dụng cho ngành du lịch khách sạn. Đây là cái máy quét hộ chiếu 3M QS1000. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem thử bên trong sản phẩm, bên trong hộp nó có những gì ha. Đặt hộp mới cáo luôn. Sản phẩm này hiện đang bán rất là chạy trên về thế giới mặt của mình nhé. Rồi, đây cái hộp nó này. Rồi, cùng nhau đi xem cho mình có những gì nha. Đây, dây cáp để kết nối giữa máy tính và chiếc máy QS nhà. Đây là cái phụ kiện khăn bọc đó. Đây là một cái vài cái catalog về sản phẩm ha. Đây, cái này mình quay 100%. Đây, trong hộp. Đây, toàn bộ chiếc máy như thế này trong hộp nhé. Bây giờ mình sẽ lấy ra. Thằng nhẹ nhẹ, không nhiều lắm. Rồi, đây. Đây là chiếc máy. Đây. Được bọc rất là kỹ càng ha. Chiếc máy này ứng dụng rất là nhiều trong cái ngành du lịch và khách sạn. Đây, thằng có chiếc máy của nó đây. Model 3MVS1000. Máy đọc hộ chiếu. Với chiếc máy này thì về ngành du lịch và khách sạn có thể kiểm tra được thông tin khách hàng thông qua cái hộ chiếu của họ, là có thể kiểm tra được là hộ chiếu giả mạo hay không giả mạo ha, và rất nhiều tính năng khác ứng dụng cho ngành du lịch khách sạn.